đăng kiểm khó khăn, doanh nghiệp kêu than khổ tứ bề. Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ không hẹn gặp, tiếp người dân ngoài trụ sở. Tuyển Việt Nam gỡ rối cho huấn luyện viên Choi Siêu bằng cách nào? Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Đăng kiểm khó khăn, doanh nghiệp kêu than khổ tứ bề. Nhiều doanh nghiệp kêu đã khó khăn càng thêm khó vì xe không đăng kiểm được và mong muốn được các đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để sớm cải thiện tình hình. Tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên, quá tải ở các trung tâm đăng kiểm và những quy định cứng nhắc khiến nhiều doanh nghiệp dù rất muốn đưa xe đến đăng kiểm đúng thời hạn cũng không thể được. Không ít doanh nghiệp đã phải cho xe nằm bãi vì hết hạn kiểm định. Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng, cho biết công ty có gần 100 xe gần như không đăng kiểm được. Theo ông Hải, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải 20 năm nay đều có màu sơn xe, logo thương hiệu riêng. Tuy nhiên, thông tư số 02 của Bộ Giao thông Vận tải lại quy định màu sơn không đúng theo đăng ký xe sẽ không được đăng kiểm. Nếu xe đúng như thông tư, tất cả các xe đều không được đăng kiểm. Các doanh nghiệp lâu nay hoạt động bình thường, nhưng do thông tư ban hành rút gọn, không lấy ý kiến tham vấn nên khi có hiệu lực như đánh úp, khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn, ông Hải nói. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho hay đã có trao đổi với Cục Đăng kiểm Việt Nam về vướng mắc này và phía cục cho biết sẽ trao đổi với phía cơ quan công an để có xem xét cụ thể. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp đặt lịch hẹn trực tuyến nhưng hẹn cả tháng mới đến lượt đăng kiểm buộc phải treo xe. Xe hết hạn đăng kiểm, không được chạy đến nơi đăng kiểm nên càng khó hơn. Ông NVQ, giám đốc một doanh nghiệp vận tải tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do chờ đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh quá lâu, ông buộc phải đưa 6 xe xuống Cần Thơ để đăng kiểm. Với 6 xe xuống Cần Thơ khiến tôi tốn hơn 15 triệu đồng, nhưng vẫn còn tốt hơn là treo xe trong dài ngày để chờ đến lượt đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới, với 7 xe đến hạn đăng kiểm, chắc tôi cũng phải di chuyển đến các tỉnh để cầu cứu thôi, ông Quy tính toán. Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn về đăng kiểm cho doanh nghiệp nhưng chưa nhận được phản hồi. Theo ông Quản, dù cơ quan chức năng đã cho giãn chu kỳ đăng kiểm nhưng gần như chỉ áp dụng đối với xe người dân, còn xe vận tải vẫn 6 tháng phải đăng kiểm lại nên doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt, cần tạm thời giãn chu kỳ đăng kiểm cho cả doanh nghiệp vận tải. Ngoài ra, nên cho xe hết hạn đăng kiểm được di chuyển đến chỗ đăng kiểm nếu chủ xe trưng ra giấy hẹn đi đăng kiểm lại, ông Quản kiến nghị. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, việc giãn chu kỳ đăng kiểm cho một số xe rất cần thiết và nên làm ngay. Vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có những đề xuất liên quan đến tự động giãn chu kỳ đăng kiểm đối với ô tô không kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ là hợp lý, bởi lượng xe loại này tới hạn đăng kiểm rất đông, trong khi những xe này thường là xe gia đình, được bảo dưỡng kỹ, ít hư hỏng. Nếu những xe này được tự động gia hạn đăng kiểm từ 3 cho đến 6 tháng, áp lực của các trung tâm đăng kiểm được giảm hẳn, có thời gian tập trung giải quyết đăng kiểm cho xe tải, xe taxi, xe buýt, vị này ý kiến. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải, thiếu trầm trọng nhân sự. Trong khi đó, tháng 5 có khoảng 65.000 xe đến hạn đăng kiểm, tháng 6 cũng hơn 70.000 xe đến hạn, chưa tính lộ xe dồn từ những tháng trước. Tuy nhiên, công suất toàn thành phố chỉ đạt 1.980 lượt đăng kiểm trên một ngày, đáp ứng tầm 50-60% nhu cầu thực tế. Ông An đề nghị Cục Đăng kiểm sớm có những thay đổi trong quy định, tuyển dụng, đào tạo đăng kiểm viên để kịp thời giải quyết câu chuyện thiếu nhân lực. Trong khi đó, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, quy định màu sơn không đúng đăng ký xe sẽ không được đăng kiểm vì vi phạm quy định nhận dạng hay quản lý phương tiện. Do đó, phía cơ quan công an đã nhắc nhở, yêu cầu sửa đổi quy định buộc chủ xe phải đăng ký lại đúng màu thực tế. Xe của doanh nghiệp đang màu trắng mà đổi sang đỏ đen, bất kể màu gì thì không ai cấm. Nhưng về quản lý nhận diện phương tiện, phải đến cơ quan công an đổi đăng ký. Khi hồ sơ xe khớp với đăng ký, đăng kiểm kiểm tra bình thường, không gây khó khăn gì, ông Nguyễn Tô An nói. Trước tình trạng đăng ký đăng kiểm quá tải, ông An cho hay Bộ Giao thông Vận tải đang gấp rút việc sửa đổi thông tư 16 theo quy trình rút gọn để tháo gỡ tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.
đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa thuộc tỉnh Đồng Tháp cho rằng các cơ quan có thể nghiên cứu đề xuất của doanh nghiệp về việc gia hạn thời gian của giấy đăng kiểm thêm từ 3 cho đến 6 tháng trong lúc chờ các cơ quan chức năng củng cố, bổ sung lực lượng đăng kiểm. Cơ quan có thẩm quyền có thể tham vấn các đơn vị chuyên môn để quy định một số loại xe được áp dụng và một số loại không được áp dụng chính sách này. Trong thời gian sớm nhất, cần phải củng cố, bổ sung nhân sự các trung tâm đăng kiểm để đảm bảo xe của doanh nghiệp và người dân nhanh chóng được đăng kiểm và thực hiện đúng quy định của luật. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ không hẹn gặp, tiếp người dân ngoài trụ sở. Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ chỉ tiếp cá nhân tổ chức tại cơ quan, không hẹn gặp, tiếp ngoài giờ làm việc, ngoài cơ quan hoặc tại nhà riêng. Dự thảo nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ đã được Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự thảo quy định 4 chuẩn mực đạo đức với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể về tinh thần phục vụ, liêm khiết, chính trực, tận tụy, tiết kiệm, chống lãng phí. Dự thảo nêu rõ cán bộ, công chức, viên chức giao tiếp với công dân phải nghiêm túc, lịch sự, đúng mực, ngôn ngữ chuẩn mực rõ ràng, không hạch sách, nhũng nhiễu, gây căng thẳng, bức xúc, cần tôn trọng lắng nghe, tận tình giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể cho người dân về quy trình thủ tục, kịp thời giải quyết và thông báo kết quả giải quyết theo quy định, tôn trọng phong tục tập quán, văn hóa của người nước ngoài, chỉ được tiếp cá nhân tổ chức tại cơ quan đơn vị, không được hẹn gặp, tiếp công dân và tổ chức ngoài giờ làm việc, ngoài cơ quan hoặc tại nhà riêng. Dự thảo Bộ Quy tắc cũng mong muốn cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cá nhân tổ chức, không ham quyền lực, không chạy chức chạy quyền, không sử dụng công quỹ, tài sản của cơ quan nhà nước vào những việc mang tính vụ lợi, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham ô và trục lợi tài sản công. Cùng với đó, phải trung thực, đúng mực, công tâm, thẳng thắn, không xu nịnh, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách vì lợi ích chung, kiên quyết bảo vệ lẽ phải, không bao che những hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân tổ chức, không kén chọn công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi công việc được giao. Trong giao tiếp với đồng nghiệp, dự thảo quy định cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, phối hợp, tương trợ, ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc, giữ gìn uy tín, danh dự của đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp, trung thực, công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét đánh giá đồng nghiệp, thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ. Trong thời gian làm việc, dự thảo quy định cán bộ, công chức không giải quyết việc riêng trong giờ làm việc, không quảng cáo thương mại, bán hàng, tiếp thị bán hàng dưới mọi hình thức tại nơi làm việc, không uống rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước, trong và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. Dự thảo cũng nêu rõ cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định đạo đức, công vụ tùy theo tính chất, mức độ, cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Tin tức cuối cùng, tuyển Việt Nam gỡ rối cho huấn luyện viên Chausseur bằng cách nào? Huấn luyện viên Philippe Chausseur ở cảnh một nách hai con, thực sự bối rối với nhiều kế hoạch, mục tiêu, nhưng nói thế không có nghĩa thuyền trưởng người Pháp hết cách với bóng đá Việt Nam. Thất bại vì không thể hoàn thành mục tiêu đề ra ở SEA Games 32 đẩy huấn luyện viên Philippe Chausseur vào tình thế khá khó khăn và đầy áp lực với U22 Việt Nam. U22 Việt Nam sẽ không thể thất bại ở vòng loại U23 châu Á cũng như vòng chung kết diễn ra vào đầu năm 2024, nên buộc huấn luyện viên Philippe Chausseur phải tìm cách nâng chất cho đội nhà. Ngoài việc mong các học trò được sử dụng thường xuyên tại V-League, thuyền trưởng người Pháp dự kiến đưa một số cầu thủ xuất sắc ở lứa U22 lên tuyển Việt Nam nhằm tích lũy kinh nghiệm, học hỏi về chuyên môn từ các đàn anh. Tính toán này hẳn nhiên không sai, bởi đây gần như là cách duy nhất để giúp cho U22 Việt Nam tiến bộ và chơi tốt hơn ở các giải đấu phía trước trong năm nay và vòng chung kết U23 châu Á. Nâng tầm cho U22 Việt Nam là quan trọng, nhưng rất rõ ràng, bộ mặt của một nền bóng đá phải nằm ở tuyển quốc gia, chứ không chỉ riêng lứa trẻ, chưa ở những giải đấu châu lục. Chính bởi thế, tuyển Việt Nam chắc chắn phải là ưu tiên số 1 trong mọi kế hoạch của huấn luyện viên Philippe Chausseur. Xác định như thế để huấn luyện viên Philippe Chausseur không còn phải quá lăn tăn với U22 Việt Nam hay bắt buộc đưa những cầu thủ tốt nhất ở lứa tuổi này lên tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung tới đây. Tuyển Việt Nam không nhất thiết cần phải có những nhân tố từ U22 vừa trở về SEA Games 32. Thay vào đó, huấn luyện viên Philippe Chausseur vẫn có thể dùng những cầu thủ khác nhằm thực hiện mục tiêu trẻ hóa. Nói rõ hơn, thuyền trưởng người Pháp hoàn toàn có thể sử dụng những cầu thủ nằm ở độ tuổi 23, 24 vốn khá thành danh trong đôi năm qua, cũng như giàu kinh nghiệm hơn làm phương án dự phòng, bổ sung cho các đàn anh sau này. Ông Philippe Chausseur không cần thiết phải bó buộc chuyện trẻ hóa hay lấy tuyển Việt Nam làm bệ phóng nâng tầm cho U22 Việt Nam, khi thực tế sự chồng chéo này rất dễ dẫn đến sự thất bại.
và bản chất, tuyển Việt Nam cũng chưa tới mức cần phải làm một cuộc cách mạng về nhiệt sự khi hầu hết các trụ cột vẫn đang chơi tốt tại V-League. Kèm theo đó, tuổi tác cũng chưa phải quá lớn. Mục tiêu cao nhất của ông Philippe Chaussier cần thực hiện tới đây là sẽ thay đổi về lối chơi cho tuyển Việt Nam nhằm đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua giành vé World Cup 2026. Còn chuyện nâng tầm U22 hay trẻ hóa tuyển Việt Nam cũng nên tính dần, nhưng không có nghĩa phải quá gấp gáp. Xác định thế ngay từ bây giờ là cách duy nhất giúp cho huấn luyện viên Philippe Chaussier thành công, còn vẫn lăn tăn với U22, hai thành tích ở các giải đấu cấp độ trẻ sợ rằng khó đi hết nửa thời gian hợp đồng. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!